Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam Ấn Độ liên thủ chống Tàu. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng đẩy bá quyền tại khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, Việt Nam và Ấn Độ đã ngày càng xích lại gần nhau, đẩy mạnh hợp tác song phương đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Mới đây nhất, vào hôm 25 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã đồng ý chủ trì cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam và Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật theo hình thức trực tuyến. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đại sứ Ấn Độ Verma vào ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng. Theo truyền thông Ấn Độ, trong số nhiều nội dung được bàn thảo tại cuộc họp, hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông và trên đường kiểm soát thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc được nhắc tới và hai bên cùng tóm tắt những diễn biến mới nhất cho nhau. Còn trang tin của chính phủ Việt Nam cho biết hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS. Trước đó ít ngày, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Xanh Châu cũng gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hak Shira và cập nhật cho vị Bộ trưởng những căng thẳng mới nhất ở Biển Đông sau khi Trung Quốc điều máy bay ném bom H-6G tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Vào hôm 4 tháng 8, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma gặp Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, người đánh giá lập trường của chính phủ Ấn Độ về vấn đề Biển Đông, đồng thời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là mong muốn các bên liên quan giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về luật biển vào năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Ấn Độ có mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và lợi ích quan trọng tại Biển Đông. Đây là hình ảnh hệ thống tên lửa Akash trong lễ diễu binh vào ngày Cộng hòa Ấn Độ hôm 26 tháng 1 năm 2020 ở thủ đô New Delhi. Đặc biệt, tập đoàn dầu khí ONG của Ấn Độ đang tham gia khai thác thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Việt Nam mong muốn Ấn Độ tiếp tục có sự hiện diện trong khu vực khai thác dầu khí ở Việt Nam và Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định các công ty nước này sẽ tiếp tục các hoạt động với Việt Nam ở trên các vùng biển của Việt Nam. Trong bối cảnh có các thách thức chiến lược trong khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, chủ yếu do Trung Quốc gây ra, Ấn Độ và Việt Nam đang tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi cả hai đều là ủy viên không thường trực. Hợp tác về quốc phòng, an ninh được coi là một trong những lĩnh vực trụ cột và hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam một gói tín dụng trị giá 100 triệu đô la để mua 12 tàu tuần tra cao tốc. 5 tàu sẽ được đóng tại xưởng Kapthulia thuộc tập đoàn Lazen của Ấn Độ và 7 tàu đóng tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà ở Việt Nam. Dự kiến các tàu sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2021. Ấn Độ cũng cho Việt Nam một gói tín dụng khác trị giá 500 triệu đô la để mua các thiết bị quốc phòng của nước này. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua thiết bị nào, nhưng các nguồn tin cho biết Hà Nội quan tâm đến hệ thống tên lửa đất đối không Aska và trực thăng nhẹ Turu của Ấn Độ theo trang The Diplomat. Ấn Độ trong thời gian vừa qua cũng đã hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện lực lượng giữ gìn hòa bình cho Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 8 mới đây, hãng thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn lời các nguồn thạo tin trong chính phủ đã tiết lộ Ấn Độ đã bí mật triển khai một tàu chiến tới vùng Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa INS của Ấn Độ đã diễn tập với trực thăng của Hải quân Mỹ trên Ấn Độ Dương vào hồi cuối tháng 7 vừa qua. Giới quan sát đánh giá đây là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ của New Delhi tới Bắc Kinh. Hải quân Ấn Độ cũng triển khai thêm một nhóm tàu tác chiến khác tới gần eo biển Macca chiến lược để theo dõi tàu chiến Trung Quốc. Nguồn tin của hãng ANI khẳng định việc triển khai được giữ bí mật tuyệt đối vì không muốn thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ vào thời điểm căng thẳng với Trung Quốc. Trong thời gian hoạt động trên Biển Đông, tàu chiến Ấn Độ đã trao đổi thông tin qua các kênh bảo mật với tàu chiến Mỹ tại khu vực. Cũng theo nguồn tin của ANI, Trung Quốc sau đó đã phát hiện sự xuất hiện của tàu chiến Ấn Độ nhưng chỉ thể hiện sự phản đối qua các kênh ngoại giao mà thôi. Kể từ cuộc xung đột ở thung lũng Kavan và khu vực tranh chấp biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hồi giữa tháng 6, quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã hết sức căng thẳng. Đây là hình ảnh các binh sĩ của Ấn Độ bên phải và Trung Quốc ở bên trái tại khu vực biên giới.
Ấn Độ đã ngay lập tức tiến hành các cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc với lệnh cấm hầu hết mọi thứ từ các ứng dụng di động phổ biến đến đấu thầu các dự án công tại Ấn Độ. Vào cuối tháng 6 vừa qua, 59 ứng dụng của Trung Quốc bao gồm TikTok, WeChat, Alibaba đã bị chính phủ Ấn Độ áp đặt lệnh cấm. Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ravi đã gọi là cuộc tấn công kỹ thuật số. Các ứng dụng của Trung Quốc bị cáo buộc là cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc đối với những hành vi trộm cắp dữ liệu. Đến ngày 23 tháng 7 năm 2020, chính phủ Ấn Độ đã công bố các hạn chế tham gia đấu thầu các dự án công đối với các nhà thầu từ Trung Quốc và các quốc gia láng giềng của Ấn Độ. Giới truyền thông cũng loan tin rằng New Delhi sẽ loại trừ các ông lớn về công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE khỏi mạng 5G sắp tới của Ấn Độ và tăng thuế đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất với lý do các sản phẩm Trung Quốc rất rẻ bởi vì chúng được chính phủ Trung Quốc trợ cấp rất nhiều. Báo cáo cũng đệ trình lên Quốc hội Ấn Độ năm 2018 cho biết chính phủ Trung Quốc đã giảm giá tới 17% cho các nhà xuất khẩu, giúp hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu rẻ hơn từ 5 đến 6% so với đối tác của Ấn Độ. Quy định vào ngày 23 tháng 7 yêu cầu để tham gia gói thầu của Ấn Độ, các nhà thầu đến từ các nước có chung biên giới với Ấn Độ bắt buộc phải đăng ký với Bộ Thương mại Ấn Độ. Cũng bởi quy định này mà ngày 27 tháng 8 vừa qua, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã ngưng mua dầu thô từ các công ty của Trung Quốc. Và Ấn Độ được cho là ngày càng có động thái cứng rắn với Trung Quốc. Đây là hình ảnh tướng Rawat, tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ. Vào ngày 24 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng Ấn Độ Rawat cảnh báo Ấn Độ đã có sự lựa chọn quân sự để đối phó với những hành động xâm phạm của Trung Quốc nếu đối thoại bất thành. Phát biểu về tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực Dagas ở biên giới, ông Rawat nói lựa chọn quân sự để đối phó với sự xâm phạm của quân đội Trung Quốc tại Dagas vẫn nằm trên bàn, nhưng nó chỉ được thực hiện nếu đối thoại giữa các cấp quân sự và ngoại giao thất bại. Theo tướng Rawat, việc vi phạm xảy ra tại đường kiểm soát thực tế là do cách nhìn nhận khác nhau giữa hai bên. Ông Rawat khẳng định các lực lượng quốc phòng Ấn Độ vẫn đang giám sát và ngăn ngừa sự xâm phạm của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận của New Delhi là giải quyết một cách hòa bình. Trong một diễn biến liên quan, Ấn Độ cũng vừa quyết định rút khỏi một cuộc tập trận quốc tế có Trung Quốc tham gia. Tờ báo Times of India dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Ấn Độ vào hôm 29 tháng 8 cho biết như sau. Chúng tôi đã quyết định rằng việc tham dự một cuộc tập trận có sự hiện diện của các binh sĩ thuộc quân đội Trung Quốc PLA ngay cả khi đó là cuộc tập trận đa phương là không phù hợp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ giải thích quyết định rút khỏi cuộc tập trận quốc tế sắp tới là do hoành hành của đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra với nhiều thách thức, kể cả với công tác hậu cần của phái đoàn nước này. Nhà chức trách Ấn Độ khẳng định đã giải thích rõ mọi vấn đề với Nga, đối tác chiến lược thân thiết của nước này. Theo kế hoạch ban đầu, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO sẽ cùng tham gia cuộc chiến chống khủng bố và chỉ huy chiến lược CASAS 2020 diễn ra tại thao trường Dokuz ở vùng Orenburg, Nga vào các ngày 15 đến 26 tháng 9. New Delhi từng dự định cử 200 binh sĩ tham gia sự kiện. Hồi đầu tuần trước, Đại sứ quán Nga tại New Delhi vẫn xác nhận đại diện phía Ấn Độ đã dự họp bàn về các khía cạnh của cuộc tập trận với Belarus, Iran, Myanmar và Pakistan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam, Ấn Độ liên thủ chống tàu. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.